Dạ đây cái cửa khẩu nằm trong đó đó cả nhà. Dạ. Nhìn, dạ. Dạ. Về Sài Gòn mà. Dạ về Sài Gòn Úc ha. Cửa khẩu Bình Hiệp. Dạ đây là chợ chợ Bình Hiệp. Đây bây giờ mình chạy vô trong cửa khẩu khoảng chừng ngoài cây số nữa là tới cửa khẩu cả nhà. Đây là chợ Bình Hiệp của huyện Mộc Hóa. Của Long An nè cả nhà. Mình xem thử cái cảnh của cửa khẩu Bình Hiệp nha cả nhà. Đó. Dạ đây cái cửa khẩu nằm trong đó đó cả nhà. Nhìn nhìn cả nhà thấy thấy cái cửa khẩu rồi đó. Đó. Cửa khẩu đó cả nhà. Bây giờ xe container rồi nó vô đây cũng đợi xin giấy gì nữa, đừng qua nè cả nhà. Để mình chạy từ từ để mình dạo cảnh sơ cho cả nhà mình cùng xem cửa khẩu Bình Hiệp. Cửa khẩu Bình Hiệp cả nhà. Đấy, hôm nay là chắc không có khách. Thiện Nhân sẵn tiện đây Thiện Nhân quay sơ lược cho cả nhà xem. Cả nhà thấy xe container đợi chắc ra quá, xe container để chắc trở ra quá nha. Quá trời luôn. Dạ cả nhà thấy quá chừng luôn, chừng xe luôn. Nhiều xe đó nha, container ôi trời, container đậu. Cửa khẩu Bình Hiệp. Cả nhà thấy quá trời luôn. Nhiều lắm cả nhà. Cửa khẩu Bình Hiệp. Chắc mình phải quanh trở lại quá cả nhà. Dạ, nó có anh Hiệp rồi cả nhà. Mình quanh trở lại đi. Vô không được. Xe đậu quá trời đậu. Đậu rất là nhiều luôn. Ôi trời quá trời. Cửa khẩu Bình Hiệp của Long An cả nhà. Thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An. Ngày xưa đây là của huyện Mộc Hóa cả nhà. Quá trời xe công tư nơ đậu. Giờ lên lên thị xã rồi. Đổi mới. Lên đời. Lên thị xã Kiến Tường. Cả nhà thấy công tư nơ đậu dài dài sắp hàng lố trên đó luôn. Cả nhà thấy nhiều dữ dội luôn. Tôi nợ quá trời luôn. Đây là cửa khẩu Bình Hiệp. Hay dữ dội. Cả nhà thấy đấy đó là dùng đất công chia đó. Đây cả nhà thấy bên đó là dùng đất của Campuchia, cái đó là cửa khẩu Campuchia đó cả nhà. Đó. Cửa khẩu Campuchia.
và mình đi chạy vòng lên đây để nha cho cả nhà cùng xem. Đó, đoạn cửa khẩu dài dài trong đó là tới biên giới luôn rồi đó. Nó ngay chỗ cái chợ, cái nhà nóc nóc đỏ đỏ đó là qua đất của Campuchia rồi nghe cả nhà. Ở bên này còn ngay chỗ này là còn của Việt Nam. Cái này Việt Nam còn bằng ruộng được. Cái này nè cả nhà. Đó, bây giờ là đó, nhà thấy container nhiều lắm nha. Campuchia. Nhiều xe, quá trời xe luôn. Anh ơi, xe đậu đây, xe mình chờ hàng hay gì, hay là mình đi vô trong cổng vậy nè? Xe không à? Xe không hả? À, toàn xe không ấy. Dạ. Toàn xe không. Xe không đúng không? Vừa nhà hàng bên. À vậy đó hả? Anh trả hàng về đó hả? Vâng. Dạ, bánh đi về đây là xe không không. Toàn xe không trả. Dạ. Lấy về mà. Dạ. Xong đợi đây để ngày lễ để đi bốc hàng. À, nghỉ lễ thôi anh ha. Vâng, vâng. Rồi, em cảm ơn anh. Vâng. Ủa, xe container mình chở dài vô qua cửa khẩu mình chở cái gì anh? Mình chở cái gì? À, đủ thứ hết. Trái cây này kia đó, ví dụ mình nói. Vâng, đấy, ví dụ là hàng toàn xuất sang thằng em Campuchia thôi mà. Dạ, Campuchia. Vâng. Dạ. Đấy. Ồ, đây giờ mình đậu đây mình nghỉ lễ. Dạ. Quá trời luôn, anh này xe không hết. Dạ, anh chủ xe container nè. Vâng. đậu chờ lấy hàng. Vâng. Nghỉ lễ. Nghỉ lễ. Dạ. Thứ hai thứ ba cuối này. Dạ. Đi bốc hàng. Vâng. Giờ mình đi ngược về công ty, mấy công ty là mình bốc hàng ha anh ha. Vâng. Dạ. Về Sài Gòn mà. Dạ, về Sài Gòn bốc hàng. Dạ. Thôi em cảm ơn anh. Vâng. Dạ, em cái đi chị. Quay. Dạ, em cảm ơn anh nhiều luôn. Vâng. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Dạ. Anh vui tánh quá, anh vui lắm cả nhà. Nơi đóng luôn, nhiều lắm cả nhà. Thôi đoạn clip mà mình dạo quanh cửa khẩu của Bình Hiệp, mình thấy mấy chiếc container đậu quá trời đó, mình mới quay cho cả nhà xem cửa khẩu Bình Hiệp. Thật ra là container đang chờ nghỉ lễ để đi bốc hàng. Dạ thôi, đoạn clip đến đây thì nhân xin chào tạm biệt cả nhà mình. Dạ xin chào tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà ở những đoạn clip tiếp theo. Dạ xin cảm ơn.